Lời đầu tiên thì cho show em xin được gửi một lời chào, lời kính chúc sức khỏe đến tất cả các bác đang xem video clip của em ngày hôm nay các bác nhé. Thì hôm nay em sẽ làm một video ngắn để giới thiệu về cho các bác ba cái mẫu bơm tay đang được các bác tin tưởng sử dụng cực kỳ nhiều. Thì các bác nào mà chưa có bơm này, bơm hỏng, bơm lỗi mà các bác muốn tham khảo mua các mẫu bơm tay từ dòng bình dân đến những mẫu bơm tay hàng cao cấp thì các bạn cố gắng theo dõi hết cái video này của em nhé, để có thể lựa chọn cho mình một trong chiếc bơm tay bên em các bác nhé. Thì cũng không phải để các bác chờ đợi lâu nữa, sau đây em sẽ đi vào giới thiệu cụ thể chi tiết từng mẫu bơm tay một. Em sẽ giới thiệu mẫu bơm tay nào thì em sẽ báo giá công khai luôn để các bác cân đối tài chính các bác nhé. Và nếu mà các bác có bơm tay rồi mà bơm tay nó bị hỏng nặng quá thì các bác nên mua cái thân bơm này về mình lắp vào bơm là như bơm mới các bác nhé. Đây là thân bơm này, thân bơm đồng hồ to lọc to, thân bơm mới 100% các bác nhé. Đây bên em đã nhập những cái thân bơm riêng này về để bán hỗ trợ cho các bác. Đó, nếu mà cây bơm của các bác mà bị hỏng hóc nặng cá ở trong ấy thì mình có thể mua thân bơm mới này về mình lắp cái là thành như bơm mới luôn các bác nhé. Thì mỗi thân bơm mới thì bên shop đang bán với giá là 450.000, đã bao gồm cước phí vận chuyển đến tận nhà các bác nhé. Đó là về thân bơm đồng hồ to lọc to, bơm các bác dùng bơm AGH hoặc là bơm SB thì mình đều dùng chung được cái thân bơm này các bác nhé. Nó gen là giống nhau. Đó là về thân bơm thì sau đây em sẽ đi vào giới thiệu cụ thể chi tiết từng mẫu bơm tay một các bác nhé. Em sẽ giới thiệu mẫu bơm tay đầu tiên. Mẫu bơm tay đầu tiên là mẫu bơm chân cánh én không gấp này, đồng hồ bé, lọc bé, thân bơm Elox 304 các bác nhé. Đây là mẫu bơm đồng hồ bé, lọc bé này thì dùng cho các bác mới chơi hoặc là các bác chưa điều kiện kinh tế dư giả hoặc là các bác chơi ít thì mình nên tham khảo mẫu bơm này. Mẫu bơm này vẫn bao áp cho các bác bơm tầm độ 180 cân đến 220 cân quay đầu các bác nhé. Thì mẫu bơm đồng hồ bé, lọc bé thì bên shop đang bán với giá là 600.000, đã bao gồm cước phí vận chuyển đến tận nhà các bác nhé. Đấy. Thì trong tháng này các bác mua bơm thì các bác sẽ nhận được những phụ kiện theo bơm thì đầy đủ rồi. Em sẽ tặng thêm cho các bác nhé. Đây những phần quà tặng shop em chiên tặng thêm cho các bác là những cái chiếc laser. Đây những chiếc laser bé này có kẹp dây 11 hoặc kẹp dây 20 hoặc là kẹp nòng, phi 16, 14 thì bên em đều đầy đủ cả các bác nhé. Laser này là laser màu đỏ, có chỉnh lên, chỉnh xuống, sang trái, sang phải. Và mẫu laser này là tia đỏ các bác nhé, hỗ trợ các bác bắn ban đêm. Đấy, phụ kiện kèm theo đầy đủ. Hai cái lục giác này để các bác chỉnh lên xuống trái phải và một lục giác các bác bắt vào cành của mình nhé. Và đi kèm sẽ tặng thêm cho các bác 3 quả pin. Đấy, phần quà tặng siêu khuyến mại gửi đến chiên cho các bác nhé. Đó, trong tháng này các bác mua bơm thì em sẽ tặng thêm cho các bác. Mỗi một bác mua bơm sẽ tặng thêm cho một chiếc laser các bác nhé. Rồi tiếp theo thì em sẽ giới thiệu về cho các bác cái mẫu bơm thứ 2 đến từ thương hiệu SB này, chân cánh én gấp để các bác đút ba lô đi rừng đi phượt ạ. Mẫu bơm SB này thì suốt một thời gian dài vừa qua luôn luôn được các bác tin tưởng sử dụng cực kỳ nhiều. Đồng hồ 50mBa, đồng hồ dầu các bác nhé, đồng hồ dầu xịn sò. Lọc cái lọc bé, riêng mẫu bơm này bao áp cho các bác bơm tầm độ 280 cân đến 300 cân. Đấy, rất chi là ok các bác nhé. Thì mẫu bơm này thì đồng hồ to này, đồng hồ to lọc bé thì bên em gọi bơm nhỡ các bác nhé. Thì bên shop đang bán với giá là 750.000 đồng. Đấy, giá thì dịp trước thì nó rơi vào tầm độ 800. Đấy, thì bây giờ em đã nhập về số lượng nhiều hơn và giá nó rẻ hơn thì em sẽ bán cho các bác giá chỉ còn 850.000 đồng. Giảm 50.000 vẫn tặng quà cho các bác nhé. Đấy, chương trình khuyến mại cực kỳ lớn. Tiếp theo thì em sẽ giới thiệu về cho các bác cái mẫu bơm thứ 3 các bác nhé. Đây mẫu bơm thứ 3. Chân cánh én vẫn là chân cánh én gấp các bác nhé. Đồng hồ vẫn là đồng hồ 50mBa, đồng hồ dầu xịn sò các bác nhé. Các bác đừng nên ham rẻ mà các bác mua những bơm SB hàng loại 2 mà nó đồng hồ không có dầu hoặc là hàng loại 2 thì bơm nó sẽ kém chất lượng hơn và bơm nó sẽ không nhanh, và cái thứ ba là bơm sẽ không được bền các bác nhé. Đây mẫu bơm này đồng hồ to này, hiệu SB hàng loại 1 các bác nhé. Lọc thì lọc to. Cái này thì sẽ có 3 ưu điểm, đó là bơm nhanh, bơm nhẹ và chống nóng rất chi là tốt ở cái mẫu bơm đồng hồ to lọc to này các bác nhé. Thì mẫu bơm này bên em đang bán cực kỳ chạy. Mẫu bơm này thì vẫn bao áp cho các bơm tầm độ 300 đến 320 cân, cực kỳ nhanh và nhẹ ở cái những mẫu bơm SB này các bác nhé. Thì mẫu bơm đồng hồ to lọc to bản đặc biệt hiệu SB thì bên shop đang bán với giá là 850.000 các bác nhé. Giá là dịp trước thì nó đang rơi vào 900 thì bây giờ em đã nhập số lượng nhiều hơn, nó rẻ hơn thì em sẽ để cho các bác là giá là còn 850.000 đồng, đã bao gồm cước phí vận chuyển đến tận nhà các bác nhé. Đó là về 4 cái mẫu bơm tay và một số phần quà tặng em muốn giới thiệu đến cho các bác. Đây những phần quà, những cái phụ kiện khi các bác mua theo bơm đây các bác nhé. Một cái cà lê này và một cái túi giòn sim, trong này cái đầu ốc test bơm, đầu bơm xe đạp xe máy và một lọ dầu này và một túi bông lọc ẩm các bác nhé. Đây những phụ kiện đầy đủ, còn đâu những laser này thì em sẽ tặng thêm cho các bác thôi các bác nhé. Đó là về ba mẫu bơm tay từ dòng bình dân đến những mẫu bơm tay hàng cao cấp em muốn giới thiệu đến cho các bác. Thì các bác mà đang quan tâm mẫu bơm nào cứ liên hệ trực tiếp hai số điện thoại bên em các bác nhé. Thì em sẽ báo giá lại một lần nữa là mẫu bơm đồng hồ bé, lọc bé là 600, mẫu bơm đồng hồ to
lọc bé là 750.000. Mẫu bơm đồng hồ to lọc to bản đặc biệt hiệu SB giá là 850.000 đồng, đã bao gồm cước phí vận chuyển đến tận nhà các bác nhé. Thì một video em làm rất chè ngắn thôi, thì các bác được cho em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo của em ạ.